Tối 30 tháng 8, bộ phim Nắng tổ chức buổi ra mắt tại Hà Nội có sự góp mặt của đoàn làm phim. Rất đông khán giả đã đến ủng hộ và xem buổi công chiếu bộ phim hài tình cảm này. Tiến Lục và xin chào quý vị khán giả của Star Talk. Chỉ có một cái kỷ niệm mà quay một cái cảnh đêm mà quay 4 tiếng đồng hồ, quay vẫn không xong. Cái cảnh nó xuất hiện chỉ có 5 giây trên phim thôi. Đó là cảnh nhân vật của Lực cưỡng hiếp nhân vật của Trang. Mà hai đứa là như khán giả biết đó là vợ chồng ở ngoài đời, mà tự nhiên quay cái cảnh đó không hiểu sao nhìn nhau cái cười, không quay được. Không phải đâu, tại vì hai vợ chồng quay phim ở cái cảnh hiếp nhau á, nguyên cả đoàn ta chọc á, mắc cỡ quay không được. Nói về diễn xuất của bé Kim Thư thì chỉ có một từ thôi, đỉnh. Tại vì bé mới có 5 tuổi khi mà đóng cái phim Nắng này, thì lúc đó bé chưa có đi học cho nên là chưa biết chữ, là phải có mẹ nhắc thoại, đọc thoại để cho bé nhớ, bé thuộc ở trong đầu á, để mà diễn tả hết cái cảm xúc của mình khi mà quay phim. Anh chỉ hy vọng là phim Thắng thật lớn thôi, tạo một cái kỷ lục phòng vé mới. Trang thì Trang hy vọng là cái bộ phim này mang cái thông điệp tốt cho nên là nhiều người đến xem bộ phim này. Nhiều cảnh á, là đang quay cái lúc mà đang vui á, thì quay xong rồi bây giờ quay cảnh tiếp theo á, là đến cảnh khóc mà phải khóc nức nở, thì lúc đó là em bé 5 tuổi không thể nào mà nuôi tâm lý mà khóc liền. Bây giờ là con 6 tuổi nhưng mà lúc đó là con 5 tuổi, đúng không? Đúng chưa? Thì Tuấn tức quá lôi ra một góc, Tuấn chửi, đúng không? Tuấn chửi sao? Con nhịn dậu quá, đi về đi. Rồi cắt hợp đồng nha, không làm nữa. Đúng vậy. Rồi con diễn vậy mẹ con nhục, đúng không? Đúng không? Cái khóc quá trời khóc, khóc nức nở, khóc mà khóc không ngừng được. Nhưng cái điều ngoan nhất, cái điều mà hay nhất của bé Thư á, là không quên một chữ. Cái câu thoại á, không quên một chữ.